Đội tuyển judo Việt Nam đang kỳ vọng vào hai gương mặt trọng điểm đó là Thanh Thủy và Hoàng Thị Tình trong việc là tìm một suất để tham dự Olympic năm 2020 diễn ra vào cuối năm nay. Dẫu vậy thì có vẻ như hành trình của đội tuyển judo Việt Nam tới Thế vận hội đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà đội tuyển judo họ không thể tham dự được đầy đủ những giải đấu quốc tế để tích điểm bởi vì dịch Covid-19. Sau khi được tiêm vaccine ngừa Covid-19, chính ra ngày hôm nay, đội tuyển judo Việt Nam sẽ phải có mặt tại Kyrgyzstan để tranh tài tại giải judo vô địch châu Á, tranh suất tham dự Olympic Tokyo. Tiếc rằng do không tìm được chuyến bay, nên đội đã lỡ cơ hội này. Điều đáng lo nhất khi không dự giải vô địch châu Á, đó là việc Thanh Thủy sẽ không thể giữ được hạng trong top 10 châu Á, điều kiện để giành một suất tới Olympic Tokyo. Thủy cũng đang trong top 10 nhưng mà đấy thì không tham dự giải vô địch châu Á thì khả năng sẽ sau giải này sẽ bị thay đổi. Thì nó cũng là một phần làm cho em cũng thấy buồn vì cái điểm số thì nó cũng lên xuống thất thường. Thì chắc là mấy cái giải sau của vòng loại em sẽ cố gắng hết sức mình để giành lại những cái thứ hạng của mình để tranh tài ở Olympic. Thanh Thủy vẫn còn cơ hội cuối cùng ở giải vô địch thế giới diễn ra tại Hungary vào đầu tháng 6, nhưng thách thức là rất lớn. Chỉ tiêu là giống như năm ngoái là sẽ thắng từng trận, tại vì điểm của giải vô địch thế giới nếu mà thắng được một trận thì điểm cũng rất là cao. 2019, Thanh Thủy trở thành võ sĩ judo đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở vòng 1-8 của giải vô địch thế giới. Cô cần tái lập kỳ tích này năm nay để tích lũy thêm điểm số và giành vé tới Tokyo. Nhưng việc cần làm trước mắt là tìm được đường bay tới Hungary.